những ngày cuối tháng 3, anh Nguyễn Quang Đức ở phường Quảng Thành, thành phố Sa Nghĩa tất bật chăm sóc vườn vũ sữa Hoàng Kim chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới. Khác với những trái vũ sữa khác là nó ăn ngọt thanh và nó tốt cho người già, tốt cho trẻ em và nó không bị nóng. Người tiểu đường ăn cũng rất là tốt. Và thế em đấy là em tìm hiểu được trên mạng. 6 năm trước, khi vườn tiêu của gia đình bị bệnh và chết, anh Đức bỏ ra 100 triệu đồng mua cây giống vú sữa hoàng kim về trồng. Tuy nhiên, do mua phải nguồn giống không đạt chuẩn, phần lớn được chiết ghép từ cây bố mẹ kém chất lượng nên tỷ lệ cây sống thấp và hầu như không cho trái khi đến tuổi. Sau khi phá bỏ toàn bộ vườn cây, năm 2020, anh Đức vẫn quyết tâm trồng lại vú sữa hoàng kim. Lần này, anh tìm mua được hơn 600 cây giống từ Đài Loan và dần mở rộng hơn 1.000 cây trên diện tích 1,5 hectare. Mỗi năm, vườn cây cho tô hoạch từ 5 đến 7 đợt, trong đó 3 đợt thu chính, năng suất đạt từ 8 đến 10 tấn một hecta. Những đợt thu phụ khoảng 3 tấn một hecta. Hiện giá bán của vũ sữa hoàng kim xay lớn từ 35.000 đồng đến 40.000 đồng 1 kg. Xay nhỏ từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng 1 kg. Riêng cái thằng vũ sữa hoàng kim này thì nó rất dễ là Đấy, cái quan trọng là mình cứ tỉa cành, tỉa trái đều, đừng có để tham ăn quá rồi nó suy cây thôi. Đấy, cây của nó thì phát triển rất là mạnh, chủ yếu nó là nước, nước của nó là quan trọng nhất. Chia sẻ về cách chăm sóc vườn vũ sữa của mình, anh Đức cho biết, anh hạn chế sử dụng phân bón hóa học mà thay vào đó là tự ủ phân hữu cơ để bón cho cây. Vũ sữa thường bị ruồi vàng hoặc sâu đục thân tấn công, nên ngoài việc bọc quả, anh còn sử dụng chế phẩm sinh học từ tỏi và rượu để phun cho cây, bảo đảm an toàn cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Cái này chủ yếu là ruồi vàng, chích hút thì cái đó em rã cái tỏi mình ra rồi ngâm với rượu mình xịt thôi cứ xịt uh, toàn xịt lần là trắng luôn rồi vàng nào cả và đấy là cái cái tại vì cái vườn này em đi thường xuyên trong giấy mình cũng cũng no cho sức khỏe của mình với mô hình trồng vú sữa theo hướng hữu cơ mỗi năm giúp anh Đức có thu nhập hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư đặc biệt mô hình này còn tạo việc làm thường xuyên cho bốn lao động với thu nhập khoảng 7,5 triệu đồng một người một tháng mình từ Đắk Lắk làm rồi xuống đây làm rồi hai bố con làm ở đây 4 5 năm rồi. Và lại công việc rất là ổn. Và lại thu nhập nó cũng được. Thời gian tới cùng với việc mở rộng diện tích trồng vú sữa, anh Đức sẽ thực hiện việc nhân giống để cung cấp ra thị trường. Anh sẵn sàng hỗ trợ giống và chia sẻ kinh nghiệm cho những hộ dân muốn phát triển kinh tế từ cây vú sữa Hoàng Kim để bà con yên tâm đầu tư sản xuất.